lộ thời niên thiếu dữ dội của ông Kim Jong ở Thụy Sĩ. Nhà lãnh đạo Kim Jong đã trải qua những năm tháng niên thiếu rất khó khăn ở Thụy Sĩ. Và cuốn sách mới của nhà báo The Washington Post hé lộ về khoảng thời gian này. Trong cuốn sách phát hành trong tuần này, thì nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên được mô tả với đời sống khép kín, nghị lực, thường nổi giận và cự lại ở các buổi học ngoại ngữ. Cuốn sách đó mang tên là British Successor, The Delivery Prefect Destiny of Brighton's Combat of Kim Jong-un, tạp dịch là Người kế vị vị trí vĩ đại, số phận hoàn hảo tuyệt vời của ông Kim Jong-un, được chấp bút bởi trưởng văn phòng Bắc Kinh tờ Washington Post, bà Anna Frieder. Những năm tháng khó hòa đồng ở Thụy Sĩ, cuốn sách mang đến cái nhìn mới mẻ về những năm tháng trưởng thành của nhà lãnh đạo bí ẩn trong thời gian du học ở Thụy Sĩ. Một trích đoạn The Politico công bố cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên bắt đầu học ở Thụy Sĩ vào năm 1996 khi ông mới chỉ 12 tuổi. Thủ đô Bern, thành phố đông dân thứ 5 của Thụy Sĩ, là nơi đủ yên tĩnh và kín đáo dành cho ông và anh trai Kim Jong Choi. Cả hai được chăm sóc bởi người dì là cô Giang Súc, vợ của ông Ji Gang. Họ có 3 người con. Và tại đây thì hai anh em nhà Kim Jong-un được đặt tên giả. Ông Kim Jong-un có tên là Park Yoon, trong vỏ bọc của con một nhà ngoại giao Triều Tiên. Ở bên thì Park Yoon không giống bất kỳ một sinh viên kiểu mẫu nào. John Michelo, con trai của nhà ngoại giao Bồ Đào Nha kể rằng người bạn Triều Tiên khá là khổ sở với môn tiếng Đức. Marcelo có thể nhớ rằng chàng trai sinh viên họ Kim đã lúng túng như thế nào khi được gọi lên trả lời câu hỏi ở trong lớp. Nhà lãnh đạo tương lai của Triều Tiên lúc đó đã không thể giao tiếp bình thường vì rào cản của ngôn ngữ. Tuy nhiên thì chàng trai họ Kim lại có thể giúp Marcelo làm bài tập toán, bà Fionn viết. Và trong một đoạn trích khác của cuốn sách thì tác giả nói rằng ông Kim là một đứa trẻ cô đơn trước khi được gửi sang Thụy Sĩ. Hai anh em nhà Kim hầu như rất ít bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên thì chúng cũng ít nhiều khai quả nhờ sự thân thiết với người đầu bếp ưa thích của cha cố. Đó chính là lãnh đạo Kim Jong Hai, ông Keiji Fujimoto. Tiếng Đức đó chính là rào cản. Vì tiếng Đức rất là hạn chế nên xảy ra chút căng thẳng giữa Kim và những người bạn cùng lớp ở Thụy Sĩ. Bà Frieder đã tiết lộ từ cuộc phỏng vấn chưa được công bố do một nhà báo Thụy Sĩ thực hiện. Một nữ sinh kể rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên tương lai vô cùng tức giận khi không hiểu các bạn nói chuyện với nhau bằng tiếng Đức. Và trong khi đó thì Marcelo mô tả ông Kim là một người tham vọng nhưng không hung dữ. Theo như các bạn cùng lớp thì tính cách lạnh lùng của sinh viên Kim bớt dần khi ông lớn lên và tiếng Đức của ông được cải thiện. Và nữ sinh trên nói cũng công nhận rằng ông Kim dần dần trở nên hòa đồng hơn. Một địa vị khác thường. Theo tác giả cuốn sách thì ông Kim dành nhiều tâm huyết cho môn bóng rổ. Ông đi du lịch khắp ở châu Âu để xem và gặp gỡ những cầu thủ bóng rổ nổi tiếng. Ở nhà thì ông thường xuyên chơi trong khi mặc áo thi đấu của đội bóng rổ Chicago Bulls. Bản tính hiếu thắng của ông được bộc lộ rõ nhất trên sân bóng rổ. Kim chơi rất xông xáo, thoải mái nói chuyện phiếm và rất ít khi cười. Nếu thua thì ông sẽ chửi rủa, thậm chí đập đầu vào tường vì thất vọng. Mặc dù hai anh em nhà họ Kim có vẻ sống như một gia đình bình thường ở bên, nhưng địa vị của họ chắc chắn không bình thường một chút nào. Điều này đặc biệt rõ ràng khi mẹ của họ là bà cô Yung Hui mắc ung thư vú vào năm 1998. Và bà bắt đầu điều trị chuyên khoa ở Pháp, nhưng các bác sĩ không đánh giá tích cực về cơ hội sống sót của bà này. Đối với cô Yung Suk là em gái của cô Yung Hui, căn bệnh của chị là mối đe dọa cho vị trí đặc quyền của bà và gia đình. Gia đình bà cô Yung Suk đã rất là cất công chăm sóc cho anh em nhà ông Kim. Nếu mẹ của ông Kim không qua khỏi, thì mối quan hệ giữa anh em Kim và gia đình bà cũng như địa vị của vợ chồng bà sẽ bị suy yếu. Vì vậy, vợ chồng bà Yung Suk quyết định không bỏ lỡ cơ hội tốt để bỏ trốn. Một buổi tối Chủ nhật tháng 5 năm đó, hai vợ chồng dọn đồ lên xe cùng ba đứa con đến Đại sứ quán Mỹ để xin tị nạn. Và cuối cùng, họ được chuyển đến Mỹ và mở một cửa hàng giặt lá khô theo tiết lộ từ cuốn sách. Mẹ của nhà lãnh đạo Kim sống đến năm 2004 và qua đời ở Paris, Pháp. Và khi ông Kim trở về Bern cho năm học 1998-1999, thì ông được chuyển đến một ngôi trường khác để tránh một câu hỏi tại sao cha mẹ ông đột ngột thay đổi. Và ông Kim ở lại Thụy Sĩ cho đến nay hết năm 2001. Khi đó thì cha ông, cựu lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Hai, ra lệnh cho ông trở về Bình Nhưỡng. Hồi ức của Kim Jong-un ở Thụy Sĩ, né tránh bạn gái và không thiên tùng. Những năm tháng du học ở Thụy Sĩ khó quên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
đã được tiết lộ qua cuốn sách mới phát hành của nhà báo Washington Post, cuốn sách Người kế vị vĩ đại, số phận hoàn hảo tuyệt vời của ông Kim Jong-un, mới xuất bản của nhà báo Anna Fuller, hé lộ rất nhiều điều chưa từng công bố về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Bà Fuller là trưởng văn phòng Bắc Kinh của tờ Washington Post, một cậu học sinh nhút nhát. Juan Marcelo, con trai của những người nhập cư Bồ Đào Nha, khi đó 14 tuổi, là bạn cùng lớp của ông Kim. Juan nhớ rõ cậu bé châu Á trong bộ đồ thể thao và giày Nike bước vào lớp 6A năm 1998. Lớp học có 22 học sinh trong một ngôi trường công nhỏ ở Bern, Thụy Sĩ. Và khi những đứa trẻ ngồi yên vị tại bàn của mình, người bạn mới được dẫn vào và giới thiệu là Park Yoon, con trai của nhà ngoại giao Triều Tiên. Cạnh chỗ của Juan còn một chỗ trống nên học sinh mới ngồi vào đó. Park Yoon chính là tên của nhà lãnh đạo Triều Tiên tương lai Kim Jong-un. Park Yoon khi đó mới 12 tuổi, có mái tóc bát úp ngược và chiếc cằm đôi ngày càng lộ rõ theo thời gian. Và đôi bạn nhanh chóng trở nên thân thiết, gắn bó, một phần vì ngồi cạnh nhau, một phần nữa vì không ai có thành tích học tập đặc biệt cả. Lớp học được chia thành hai nhóm, cả Park Yoon và Juan Marcelo đều thuộc nhóm học sinh yếu hơn. Và khi được gọi lên trả lời trước lớp thì Park Yoon không hẳn là không biết câu trả lời, chỉ là cậu học sinh họ Kim không biết cách thể hiện bản thân. Vì vậy, Juan đã giúp Park Yoon làm bài tập về nhà bằng tiếng Đức, còn Park Yoon lại giúp cậu giải toán. Chân trời mới ở châu Âu, khi ông Kim được thông báo là người kế vị cha mình, cựu lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, vào năm 2010, thì các nhà phân tích đã hy vọng ông sẽ trở thành một nhà lãnh đạo cởi mở hơn. Lý do là 4 năm ông Kim được học ở phương trời Tây. Họ hy vọng ông Kim có thể bắt tay vào cải cách, biến quốc gia thành một nền dân chủ tự do. Vì khi xét cho cùng thì ông Kim đã có một thời niên thiếu rất tệ ở Thụy Sĩ. Ông được giáo dục không khác gì một học sinh phương Tây điển hình, như là thích chơi bóng rổ, học về mục sư Martin Luther King, nhà hoạt động nhân quyền của Mỹ gốc Phi và Nelson Mandela. Ngoài ra thì Park Yoon cũng có một tủ quần áo, đồ thể thao hàng hiệu. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ là một đứa trẻ khi đến Bern vào mùa hè năm 1996 để vào học cùng trường với anh trai Kim Jong-choi. Tháng 8 năm 1996, khi cậu học sinh Kim đến Thụy Sĩ, thì bộ phim Mission Impossible đã được công chiếu ở rạp và những chiếc máy tính cá nhân đã sử dụng đĩa mềm và chạy hệ điều hành MS-DOS. Hoàng tử Triều Tiên đã thoát khỏi thơ thơ ấu bị kìm kẹp và ra với thế giới. Thụy Sĩ không phải là quốc gia nước ngoài duy nhất ông Kim đến. Ông từng đi du lịch khắp châu Âu và Nhật Bản trước đó. Tuy nhiên thì đây là lần đầu tiên ông sống ngoài cánh cổng của gia đình quyền lực nhất Triều Tiên. Ông cùng với anh trai sống ở Leverfritz, khu vực ngoại ô Bern, trong 2 năm với gia đình nhờ người dì là cô Yong-sak. Chúng tôi sống trong một ngôi nhà bình thường và sinh hoạt như những gia đình bình thường, bà Yong-sak nói với tác giả. Bạn bè của chúng ghé qua thăm và tôi làm cho chúng một ít đồ ăn nhẹ. Đó là một tủ thô rất là bình thường với những bữa tiệc sinh nhật và quà tặng. Gia đình Park Yoon nói tiếng mẹ đẻ khi ở nhà và ăn đồ ăn ở quê nhà. Nhưng những người bạn của Park Yoon, tên giả của Kim Jong-choi và Park Yoon khi đó thì không biết rằng cả hai gọi bà Yong-sook là Imo, nghĩa là gì trong tiếng Hàn. Họ vẫn nghĩ đó là mẹ ruột của cả hai người. Gia đình Park Yoon thích cuộc sống ở châu Âu và có rất nhiều tiền. Trong hai buôn mảnh của gia đình thì nhà lãnh đạo Triều Tiên tương lai đã bơi ở Địa Trung Hải trên bờ biển của Pháp. Họ từng dùng bữa tối ở Italia và đi chơi ở công viên Disneyland Paris. Tất cả các thành viên trong gia đình Park Yoon đều có vỏ bọc hoàn hảo. Ông Ji Kang trong danh nghĩa là bố Park Yoon làm tài xế cho Đại sứ quán Triều Tiên và được biết đến với cái tên là Park Nam Choi. Bà Ko Yong-sak mang tên giả là Chong Yong-hee làm việc một công việc giấy tờ. Họ được Liên Hợp Quốc công nhận là phái đoàn của Triều Tiên từ năm 1991 và được phép đi lại tự do ở châu Âu. Lối sống thượng lưu, chính quyền Triều Tiên mua 6 căn hộ vừa được xây dựng xong ở Liberty với giá là hơn 4 triệu đô la vào năm 1989. Các căn hộ này dành riêng cho gia đình ông Kim và những quan chức khác ở Triều Tiên. Thiếu niên Kim có những đồ vật mà các bạn cùng trang lứa vô cùng mơ ước như là máy nghe nhạc iPod, máy Sony PlayStation và rất nhiều đĩa phim được phát ở rạp. Một số người bạn thích đến nhà của ông để xem phim hành động, đặc biệt là những bộ phim có sự tham gia của Thành Long hay là Rembrandt. Ông Kim đến trường bằng ô tô và có tài xế riêng. Những đứa trẻ con của những nhà ngoại giao khác cũng đến trường theo cách này. Ngôi trường của ông Kim theo học có học sinh quốc tế của khoảng 40 nước. Đó chính là nơi lý tưởng của ông để che giấu thân phận của mình. Mỗi ngày vào lúc 17 giờ, khi tiếng chuông tan học vang lên, ông Kim sẽ chạy đến sân bóng rổ của trường, hoặc là sân của trường trung học cách đó 10 phút đi bộ để chơi bóng. Ông luôn mặc chiếc áo của đội bóng Chicago Bulls
với số 23 của cầu thủ Michael Jordan, quân Shaq Boone và DJ Air Jordan. Quả bóng của ông thì có nhãn của giải đấu bóng rổ NBA. Chính bà Ko Jung Hui, mẹ đẻ của ông Kim, đã đánh thức niềm yêu thích bóng rổ của con trai. Và theo quan niệm của các bà mẹ Triều Tiên, chơi bóng rổ sẽ giúp con phát triển chiều cao. Tuy nhiên, Park Yoon lại quá nghiện bóng rổ đến nỗi ôm bóng theo mỗi khi đi ngủ và ảnh hưởng cả đến việc học tập. Bà Jung Hui thường xuyên đến bên để mắng con trai vì chơi quá nhiều và học quá ít. Bà đến Thụy Sĩ với hội chiếu phái đoàn Triều Tiên tại Hội Liên Hợp Quốc và là tên giả, nhưng những người Thụy Sĩ biết rõ bà là ai. Cậu thiếu niên có tính cách khác thường, quay lại bên sau khi trở về Triều Tiên nghỉ hè năm 1998. Ông Kim đã chuyển trường. Thay vì tiếp tục học tại trường quốc tế tư nhân, ông chuyển đến ngôi trường công nói tiếng Đức trong khu phố của mình. Ngôi trường có mang tên là Schulesenbeck Stegroni. Bằng cách này thì ông không phải giải thích về cha mẹ của mình. Trước đó, gia đình Ji Kong Jong Suk đã xin di chuyển đến Mỹ sau khi hay tin mẹ của ông Kim mắc bệnh ung thư vú và bà Ko Jung Hui qua đời vào năm 2004 tại Paris, Pháp vì căn bệnh này. Ngôi trường mới cách căn hộ của Park Yoon chưa đầy 400m, nơi những người Triều Tiên sinh sống. Ở ngôi trường mới thì học sinh Park Yoon đã phải qua học lớp chuyên chuyển tiếp dành cho những đứa trẻ không nói được tiếng Đức. Ông dành vài tháng để học tiếng Đức ở cấp độ đơn giản. Và sau khi hoàn thành, ông chính thức vào học lớp 6 của trường. Tuy nhiên, Park Yoon vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi giao tiếp bằng tiếng Đức. Vấn đề này khiến Park Yoon vô cùng bực bội. Thêm nữa thì ông luôn mặc đồ thể thao, không bao giờ mặc quần jean, trang phục của thiếu niên trên toàn thế giới. Các bạn học nghĩ rằng ông Kim là một người kỳ dị. Theo thời gian thì tiếng Đức của ông Kim được cải thiện khiến ông trở nên hòa đồng hơn. Dù vậy thì ông vẫn sống rất nội tâm. Và cái tuổi mà mọi thanh thiếu niên thường nổi loạn, thì ông Kim lại nói không với thực tùng và lối sống ăn chơi. Ông không tham gia cắm trại, tiệc tùng, các buổi khiêu vũ và cũng không bao giờ đậu vào rượu bia. Park Yoon cũng hoàn toàn né tránh tiếp xúc với các bạn gái. Người bạn học cũ nói rằng cô chưa bao giờ có cuộc nói chuyện đáng kể nào với Park Yoon. Ông ấy là người cô đơn và không chia sẻ bất cứ điều gì về cuộc sống riêng tư. Và điểm thi của Park Yoon cũng không quá cao. Ông vẫn học đến khi gần hết lớp 9. Một ngày lễ gần phục sinh năm 2001, khi chỉ còn vài tháng nữa đã kết thúc lớp 9, ông Kim kể với Marcelo rằng cha ông ra lệnh cho ông trở về Triều Tiên và ông sẽ phải sớm rời đi. Ông cũng đưa ra lời giải thích cho việc này. Cậu học sinh không đến lớp vào một ngày gần đấy. Giáo viên của ông Kim cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Cứ như vậy, Park Yoon đã biến mất hoàn toàn. Các bạn học của ông không gặp lại ông cho đến một thập kỷ sau, khi ông xuất hiện trong cương vị người kế vị lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-hai tại Bình Nhưỡng.